tợ đường tơ, lại hoảng lại sợ, vui so thấm gì. Bậc vua hình trọng kéo đi, gặp quả khốc liệt, dính chi vợ người. Bạn dịch bản thơ phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức ạ. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ cho Đức Tăng và sư xin nhường bích này cho đồng ạ. Sa thu sa thu lành thầy, kính chị em lại Đức Tuệ Nhẫn. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Con xin được kể kinh pháp cú số 310, kính cảm ơn sư Tuệ Nhẫn. Punya lapho jagati cha papikam pitasa pitaya rati cha tokika racha cha dandang garukang paneti tasmana ro paradarang nasewe punya lapho jagati cha papika Pita sa pita ya rati cha to tikika Racha cha dandang garukang paneti Tasmana ro paradarang nasewe Apunya lapo jagati cha papika Pita sa pita ya rati cha to kika Raja jadandang garukang paneti tasmana ro paradarang nasewe apunya lapo jagati japapika pita sa pita yarati jatokaika Raja jadandang garukang paneti Tasmana ro paradarang nasive. Mắc họa đọa ác thú bị hoảng sợ ít vui, quốc vương mặt trọng hình, vậy chớ theo vợ người. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Tội đầy phải vác phải bưng, bất hạnh chạy đuổi còng lưng mà bò. Khoái lạc mạng tợ đường tơ, lại hoảng lại sợ vui so thấm gì. Luật vua hình trọng kéo đi, gặt quả khốc liệt, dính chi vợ người. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nam mô Phật Tha Giá, con xin được xin mết. Kính mời cô tu nữ Phúc Hành, Xít Tà Sương Mai, Xít Ái Minh. Tiếp theo nha, Nguyễn Tịnh nữa. Mến mời Xít Ái Minh. Sa thú lành thầy, cảm ơn huynh Quá Sa Na. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức tuệ pháp tính, đại đức tuệ nhẫn, cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào quý anh chị, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, cảm ơn đạo hữu Quang Thành hay chị Quang Thành. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 310. Cảm ơn vinh trưởng. Abunya la pho jagati japapika Vita sa vita yarati cha thu ki ka Raja cha dan dan garu kang bat ne ti tas mana ro baradarang na se we Apunya la pho jagati cha babika Vita sa vita yarati cha thu ki ka Raja cha dan dan garu kang bane ti tas mana ro baradarang na se quê. Ok.
Abun yana po jagati jababika titasa tita jarati jatho kika raja jadandang garukang bane titas manaro baradarang nau segue. Abun yana po jagati jababika Vita sa vita yarati jato kika Raja cha dandang garukang baneti Tasma naro baradarang na se quê Mắc họa đọa ác thú, bị hoảng sợ ít vui, quốc vương phạt trọng hình, vậy chớ theo vợ người, bản dịch của Hai Thượng Minh Châu. Punya lavo jagati jababika hita savita jarati jato kika raja jadandang garukang baneti tasma naro baradarang na sewe apunya lavo jagati jababika hita savita jarati jato kika Raja cha đành đằng ga ru cằn ba nê tí tát ma na ru ba ra đà răng na xê quê. Tội đầy phải vác phải bưng, bất hạnh chạy đuổi còng lưng mà bò, khoái lạc mảnh tợ đường tơ, lại hoảng lại sợ vui so thấm gì. Luật vua hình trọng kéo đi, gặp quả khốc liệt, chính chi vợ người, hổ thơ của Hài Thượng Giới Đức. Dạ con giờ con mới thấy bàn tay của cô. Dạ con kính dâng mic đến cô ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính thành lễ Nam mô Tam Bảo Ông Đức Phật Giáo Pháp Được Chư Tăng Như Vũ. Con kính đảnh lễ Chư Tăng Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tôn nữ. Kính chào đạo tràng. Con phúc hạnh đọc câu pháp cú 310. A Bun Nhã La Phô Chá Ga Y Chá Ba Bí Ga phúc hành. Dạ con sư mai Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ và kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 310.
Apunyala pho, jagati cha papika, vitasa vitaya, vitaya, rati, rati cha thô tika, raja cha đằng đằng garu kang pa ne ti, tat ma na ro parada rang, seve na seve, apunyala pho jagati cha papika, Vitasa vitaya rati cha thô tika raja cha đằng đằng garu kang paneti tasma naro pasma naro para darang naseve apunya lafo jagati cha papika vitasa vitaya rati cha thô tika Raja cha đăng đăng gà rú căng pa nê tí Tát ma na rô pa ra đa răng na sê vê A bú nha la phô cha gà ti cha pa pi ca Vi ta sa vi ta gia ra ti cha thô ti ca Raja cha đăng đăng gà rú căng pa nê tí Tát ma na rô pa ra đa răng na sê vê Mắc quả đọa ác thú bị hoảng sợ ít vui, quốc vương phạt trọng hình vị chiếu theo vợ người, bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu, tội đầy phải giác phải bưng, bất hạnh chạy đuổi công lưng bỏ mà bò, khoái lạc mảnh tơ đường tơ, lại quản lại sợ vui so thấm gì, lục vua hình trọng kéo đi, gặt quả khốc liệt, dính chi vợ người. Bản phổ thơ hòa thượng Giới Đức và kính mời vị nào chưa đọc lên đọc nha, bữa nay chưa thấy cô Cẩm Vân vô. Dạ kính mời quý vị nào chưa đọc lên đọc nha, Xuân Mai kính mời. Dạ con Nam Mô Bố Tát Giá, Nam Mô Tham Tha Lá, Nam Mô Sông Lá. Con xin kính đảnh Đại Sư Tôn Đức Tăng cùng Sư Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tín, Đại Đức Đại Nhẫn và cô kính cô Tu Nữ Phúc Hạnh. Con cũng là lần đầu tiên con bước vào đọc câu Pháp Cú, kinh Pháp Cú. Với thứ hai nữa là lần đầu tiên con đọc thì có gì không phải mong mọi người thông cảm ạ. Con xin đọc câu Pháp Cú 310. Ký ca
ra chá ra ra chá chá đan đăng gá ru căng an ê tí tắc ma na rô bá ra bá rá ra răng ná xê vê mắc họa đọa ác thú bị hoảng sợ ít vui quốc vương phạt trọng hình vậy chớ theo vợ người của hòa thượng Thích Minh Châu tội đầy phải vác bưng bất hạnh chạy đuổi còn còng lưng mà bò khoái lạc mảnh tơ đường tơ lại hoảng lại sợ vui so thầm gì luật vua hình trọng kéo đi gặt quả khốc liệt dính chi vợ người dạ con xin đọc con xin xuống mic ạ nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sẵn ca giá con thành kính đảnh lễ cho tôn đức tăng con thành kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh con thành kính đảnh lễ đại đức pháp tính con thành kính đảnh lễ đại đức tuệ nhẫn con kính lễ quý bà quý cô tu nữ con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân quý đạo hữu cho biết âm thanh rõ và sa thứ xích chào thanh quang thanh kính mời xích thường xuyên vào lớp để đọc á đừng có lo nguyên tịnh hồi xưa cũng chẳng biết đọc đâu cũng dạ con xin phép đọc câu Phật ngôn 310 apunya la po chagati chappa pika pita sapita jarati chattho kika Raja jadan dan garukan bane titas manakro baradarang nase kwe. Apunya lapo jagati japapika. Pitasansa pita yarati chato kika Raja chadandang garukang baneti Tasmanaro bara baradarang nasegwe Apunya lapo jagati japapika pitasa pita yarati jato kika raja jadandang garukang baneti tasmanaro baradarang nasegwe mắc họa đọa ác thú bị hoảng sợ ít vui quốc vương phạt trọng hình vậy chớ theo vợ người của hòa thượng Thích Minh Châu tội đầy phải vác phải bưng bất hạnh chạy đuổi còng lưng mà bò khoái lạc mảnh tợ đường tơ lại hoảng lại sợ vui so thấm gì lực vua hành hình trọng kéo đi gặt quả khốc liệt dính chi vợ người của hòa thượng giới đức dạ con kính tri ân đạo tràng dạ con kính cả mít đánh đạo tràng nam mô bút tha dạ dạ sa thú kính cảm ơn nguyện tịnh dạ sa thú hoàn thành rất là nhiều dạ nam mô bích tha giá một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức nhật quỳnh kính chào đạo tràng cảm ơn nguyên tình cho nhật quỳnh biết được tín hiệu và con xin được trả bài câu pháp cú kinh số 310 cảm ơn minh ba tha ná cho bài học cảm ơn văn thanh apun nha la po ya ra ti cha ba bi ca phi ta sa phi ta ya ra ti cha thô ki ca ra cha cha đan đăng
Garukan bane tittat manaro parada rang na se quê na se quê mắc họa đọ ác thú bị hoảng sợ ít vui quốc vương phạt trọng hình bị chở theo vợ người. Và đây là bản kiến ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Phu nha la pho cha ga ti cha ba bi ca phi ta sa phi ta ya ra ti cha tho ki ca ra cha cha đăng đăng ga ru căng ba nê ti tát ma na ro ba ra da răng na se quê. Tôi đầy phải vác phải bưng bất hạnh chạy đuổi cầm lưng mà bò khoái lạc mạnh tợ đường tơ lại hoảng lại sợ vui so thắm gì lực vua hình tục hình trọng kéo đi đặt quả khốc liệt chính chi vợ người. Và là bản chữ ngữ của ngài Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ sa thú kính cảm ơn nguyên tịnh Quang Thanh. Sức sương mai cô ấy minh minh quá tha ná và chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức tuệ nhận đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bà pháp quốc kinh 310 và kính cảm ơn tất cả đã hoan hỷ ông bà. Và bây giờ thì Nhật Bình thấy cầm phân vào nhưng đã hết giờ rồi, cảm ơn bữa nay vào trễ ráng chịu nghe chưa. Và năm ông tha giá nhà Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được đại đức tuệ nhẫn giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ sa thú huynh cho bài học ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên phận ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhắm quần lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăn thối không còn những điều lợi ích hàng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập đã mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp cứu kinh số 311. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng hóa. Dạ sư có nghe được âm thanh của con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Kha Dạ. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Trước khi vào bài pháp, lần nào cũng vậy. Ngày hôm nay lại là một kiếp sống mới. Lại là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là đụng. Nhưng chúng ta có rất ít khoảnh khắc hiểu biết về chúng là pháp vô ngã. Hãy cứ bắt đầu về thấy và nghe, rồi chúng ta sẽ thấy được duyên của xúc sanh ra thọ, thọ sanh ra ái, ái sanh ra thủ, hay là thọ duyên cho trí tuệ sẽ duyên cho niết bàn. Hãy đến với khoảnh khắc này,
đừng có bỏ qua thấy nghe người nếm đụng. Nếu chúng ta học kinh điển Đức Phật dạy, chúng ta bỏ cái khoảnh khắc này, tức là chúng ta bỏ sa môn hạnh của mình. Chúng ta sẽ nhận ra thế giới không có ai cả, chỉ có các thực tại in dấu vào các căn và các thức sanh khởi và hoại diệt. Thế gian này hay thế gian khác, đời này hay đời khác, không có một ai cả, chỉ có các hiện tượng sinh và diệt, trôi đi và trôi đi mãi. Bây giờ thì chúng con xin vào câu pháp cú. Trước khi vào, con đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afiwadimi swakhato phagawata thammo thammangamami suvatipanno phagawato savaka sangho sanghang namasami. Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo cao thượng. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con nghiêm tình cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo cao thượng. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não. Những ai có niềm tin chân chánh, thực hành chánh pháp, người ấy sẽ được liễu ngộ chánh pháp ngay trong đời này và chấm dứt khổ đau. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, chắc chắn sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành với cái dòng tương tục của mình, và sẽ thành tựu ba la mật và liễu tứ thánh đế trong đời sống. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, các bậc thầy tổ, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càn thác bà, xuất sanh, ngạ quỷ, phi nhân, atula, diêm chúa ở gần ở xa khắp mọi nơi. Xin quý ngài, quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này để được sự an vui tấn hóa và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa. Tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, hôm nay thì chúng con trình bày câu pháp cú số 310. Đúng ra thì pháp cú đó rất là khó giảng giải và thuyết, mà cứ ngày nào cũng thuyết pháp cú thì nó không có mở hết được những cái các cái pháp mà nhớ, nên là thôi thì chúng con trình bày được như thế nào thì quý vị xin hoan hỷ lắng nghe để làm cho trí tuệ sinh khởi. Câu pháp cú số 311 có ba ly như sau. Cú sô giáp tha đúc cá hí tô hát tháp mê hoa đú căm tá tiết sắc manh nhân đúc bá ra mất thăng ní giá giá dú bác cấp tá tiết. Nghĩa việc là như người nắm cỏ cu xá cẩu thảm làm cắt tay, cũng vậy đời sa môn được duy trì cẩu thả kéo lôi kẻ ấy vào địa ngục. Chúng ta biết là cái từ cú sô giáp tha đu gá hi tô hát thăng ê quá nú canh tá tiết. Cái từ cú xá hay là cú sô đó, chia theo chủ cách đó, nó là một cái danh từ nam tánh. Ở câu pháp cú này chúng chia theo chủ cách là cái ngọn cỏ cú xá.
cái ngọn cỏ cú xá thì nó giống như là cỏ chanh hay cỏ xước mà chúng ta thường thấy ở những cái vùng mà có nhiều cát. Thì những cái cỏ chanh này nó mọc lên hai cái cạnh, nó đều có hai cái cạnh rất là sắc bén. Chúng người đi cắt cỏ chanh mà không khéo thì rất dễ đứt tay. Còn ở Bali cái nghĩa của nó là gọi là cỏ cú xá. Giá tha thì chúng ta biết là nó là một cái trạng từ quan hệ. Ở đây nó ví như là Đúc gá hít tô là tiếp đầu ngữ là đú cộng với gá hít tắc. Nó là một cái nhóm từ nam tấm chia theo chủ cách. Đã lắm sai, đã lắm một cách cẩu thả. Tiếp đầu ngữ đú là nói đến cái sự sai, sự xấu, sự ác. Còn cái từ gá hí tá đó, cái căn của nó là căn khắc cộng với ý tá. Ở đây nó chia theo quá khứ phân từ là đã được nắm lấy. Hát thăng thì chúng ta biết rồi, hát thá. Thá là một cái danh từ nam tấm, ở đây chia theo chủ cách là cái nghĩa là cái bàn tay. Bàn tay. Từ ê quá thì nó là bất biến từ, nó là chỉ cho hay là ví như, nó nhấn mạnh cái câu đó. Anukam tati. Á lú thì chúng ta biết rồi. Á lú là tiếp đầu ngữ, nó là đi theo hay là theo sau. Theo sau. Hay là kế tiếp, liền kề sát. Sát với khoảnh khắc trước, theo sau liền kề. Còn căn tóc tí thì nó là cái căn của nó là căn cộng với á với tí. Đây nó là động từ, nó là tha động từ mà ở thể hiện tại ngôi số 3. Nghĩa của nó là cắt đứt hay là gặt lúa cắt, cầm liềm cắt đi ha. Và tiếp theo bế thứ hai là Samanh Nhát Đức Phá Ra Mắt Thăng Ariya Yú Phá Cách Thất Tí. Chúng ta biết là Samanh Nhát là chỉ cho đời sống sa môn, tức là Đức Phật chỉ cho những cái người con, những cái vị tỳ kheo vào trong cái giáo pháp, cái lời dạy thánh thiện của bậc đạo sư này. Nhưng mà vì tham, vì sân, vì si, vì vô minh, họ không có duyên lành được nghe diệu pháp, không gần các bậc hiền trí. Họ sống vì danh lợi, luyến ái với quyến thuộc, hay là luyến ái với Phật tử, tất cả mọi thứ. Họ không có luyến đến xả ly, mà họ mượn đạo, họ tạo đời, hay là họ kêu gọi những cái hình thức danh lợi, họ kêu Phật tử đi làm phước chỗ này, chỗ kia cho những cái nhà nghèo, neo đơn, xin vài 30 triệu. Những cái người Phật tử đó cũng nghe và họ đi đây đó rồi du lịch, đúng mọi thứ. Và chúng ta thấy cái hình thức bây giờ nó rất là nhiều. Và người Phật tử hay là nhiều vị này tán dương, rồi người ta nuôi trẻ mồ côi, hay là
bán cả những cái quan tài ở trong rồi thầy chùa về cúng rồi chạy xô tất cả mọi thứ. Và họ bỏ quên cái phận sự của mình. Và chúng ta biết là vô minh và tham ái nó luôn luôn lái chúng ta ra khỏi cái chánh pháp này. Nó không có, chúng ta không có dễ gì mà đi vào chánh pháp được đâu. Mặc dù cái hình thức bên ngoài thì chúng ta nghĩ đây là chánh pháp, nhưng mà từ nội tâm của chúng ta nó không có chánh pháp. Chúng ta rất là bất hạnh khi mà chúng ta sống ở trong chánh pháp mà nội tâm lại không có chánh pháp, lại không sống được với chánh pháp mà phải sống bằng tà pháp, mà lại phải che đậy bằng cái hình thức chánh pháp. Đó mới là điều lỗi lầm. Nên là Đức Phật dạy cái hạnh sa môn tà vậy. Chúng ta thấy vô minh và tham ái, tà kiến nó có mặt ở khắp mọi nơi, mọi hình thức. Và nếu như chúng ta không có học hỏi diệu pháp đúng đắn, trí tuệ nó không sanh được thì có ai làm gì được đâu. Các pháp nó vẫn vô ngã là như vậy đó. Nên là chúng ta chớ có đeo đuổi những cái hình thức, mà chúng ta phải đứng dậy từ nơi tâm của mình từng chút một. Chúng ta nhận chân ra được sự thật của cuộc đời. Chứ chúng ta thường chết trên ảo tưởng. Samanya là một cái danh từ trung tâm chia theo chủ cách ở câu này, gọi là đời sống sa môn. Samana là một cái danh từ nam tánh chỉ cho sa môn. Sa môn chỉ cái vị sa môn ở đây, tức là cái hình thức ly gia cắt ái. Hay là họ chấp nhận một cái đời sống sa môn hạnh. Tiếp theo nữa là Dupara Matthang. Gồm có một cái nhóm từ, những cái từ ghép lại là đú cộng với paramattha. Đó là một cái danh từ trung tâm chia theo chủ cách. Cái nghĩa của nó là đã được duy trì một cách cẩu thả. Tiếp đầu ngữ đú là xấu ác, paramattha, para cộng với căn của nó là căn mắt, là parati. Ở đây thì nó chia theo quá khứ phân từ là đã nắm bắt. Từ nữa là lý giác gia rút bắt cách thất tí. Ở đây nó là một cái hợp từ gọi là lý giác gia giác cộng với ú phá cách thất tí. Lý giác gia giác cộng với lý giác giác, nó là một cái danh từ nam tánh. Ở đây chia theo chỉ định cách là vào địa ngục, đến địa ngục. Chúng ta biết là địa ngục là gì? Địa ngục là cái nơi mà tái sanh, đau khổ mà thiện nó không thể khởi sanh lên được. Mà nó cũng không tạo được nghiệp thiện hay nghiệp ác ở trong địa ngục được. Mà nó chỉ có phiền não, đau khổ bão của chúng do nghiệp tạo ra mà thôi. Do vậy chúng ta thấy cái những cái phiền não ở cái kiếp người của chúng ta nó rất là nguy hiểm. Vì sao vậy? Vì nó có thời gian để tích lũy.
và nó rất là khó thấy, nó cứ ngấm ngầm. Qua những cái căn môn này, chúng ta không có để ý, không có phòng hộ, nên là cái kiếp người của chúng ta nó rất dễ tạo ra thiện nghiệp mà cũng rất dễ tạo ra ác nghiệp. Và nhất là đời sống sa môn hạnh mà chúng ta bỏ hết cha mẹ, tài sản, tất cả mọi thứ, chúng ta đến chùa, chúng ta được học chánh pháp của Đức Phật, mà chúng ta lại đi địa ngục nhiều lắm, thì quả thật là một sự phũ phàng, đau xót và chua chát. Nhưng đó là sự thật. Một lại một ngày được ăn có một bữa cơm chứ. Một bữa cơm mà người ta cho, có đôi khi cho bằng tình thương, có đôi khi cho bằng cái sự mà người ta thả vào, người ta khinh bỉ, hay là người ta cho rồi người ta cũng không có nói năng gì. Rồi mình cũng ngậm ngùi, ngậm đắng nuốt cay để ăn những cái chén cơm đó. Rồi tâm của mình lại tích lũy đầy những cái phiền não và nghiệp. Và một đời sống sa môn là sống cô độc cả một cuộc đời như vậy, nhưng mà không có thấy được phiền não và cũng không có loại bỏ được nó, mà cuối cuộc đời thì cứ nghĩ rằng Phật tử thương mình hay là người khác thương mình, mà đâu có nghĩ rằng nghiệp nó không có thương mình. Sống dễ vui cậu thả nên là không có đem đến ánh sáng Phật pháp đến cho mọi người. Đời sống của mình thì mình diệu pháp, mình nói rất là tốt đẹp, nhưng mà bản thân của mình thì những cái ích kỷ nhỏ mọn xấu xa ở trong tâm của mình nó không được nhận biết như chúng là, không có thay đổi được. Như vậy chúng ta thấy được rằng là phiền não không phải là chuyện như chúng ta nghĩ. Nên Ngài Ba Ốc này cũng nói một điều rằng chúng ta là những người xuất gia, ra sống không gia đình, chúng ta không có được hưởng cái dục gì của nam nữ ở đời cả. Hay là gì, người ta chỉ cho những cái món đồ, người ta có như nào người ta cho như vậy. Có hôm thì người ta cho cái cơm thiêu, có hôm thì người ta cho cái trái chuối, có hôm thì người ta cho cái trái gì đó mà ta về ta còn thích thú, tham đắm ở trong đó. Ta tự hào rằng ta là cái người như thế này như kia. Rồi rốt cuộc ta đi địa ngục thì thật sự cái cuộc sống của chúng ta tu tập không có giữ gìn và bảo vệ giới hạnh thì làm gì mà có đạo, có quả, có thân khẩu ý trọng thành được. Một vị sa môn mà hàng ngày không có tinh tấn trong giới hạnh nó không được làm tỏa sáng, cử chỉ hành động che đậy, thì không bao giờ mà có được cái điều đó, là phải đi địa đọa xứ thôi. Và chúng ta biết được cái môi trường thời Đức Phật và thời bây giờ khác rất xa, rất xa. Và để có được một đời sống phạm hạnh vào thời buổi bây giờ, các ngài và các vị chư tăng thật là khó, và khó đến muôn ngàn. Chứ không phải chúng ta nghĩ rằng mà càng khó thì chúng ta mới thấy rằng là chúng ta mới thấy rằng là diệu pháp này nó sắp mất rồi, nó sắp mất rồi. Không phải là chúng ta thuyết diệu pháp nhiều mà nó còn đâu, mà diệu pháp này nó sẽ biến, bởi vì không có cái hiểu từ nơi tâm
của chư tăng hay của Phật tử thì nó chỉ là ngôn ngữ, ngôn từ, thì diệu pháp này nó sẽ biến mất thật sự. Điều đó là chắc chắn. Nên là sa môn thời buổi bây giờ như chúng tôi thì rất dễ đọa lạc. Cái đó là một sự thật mà chúng ta cần phải nhìn nhận. Không có môi trường cúng dường, không có môi trường xin ăn. Rồi chúng ta thấy tất cả Phật tử hay là bây giờ cũng không được mấy ai. Rồi người ta cũng mỗi người đó mỗi nhóm, và chư tăng thì càng ngày càng khó để mà kiếm sống một cách tốt đẹp được. Nên là cái đời sống của sa môn, đời sống phạm hạnh chúng ta tưởng là nó dễ dàng, thì điều đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta không hiểu lời Đức Phật dạy. Nên là Đức Phật dạy như cỏ sa vụn nắng, tất bị họa đất thay, hạnh sa môn tà vậy, tất bị đọa địa ngục. Điều này nó rất dễ xảy ra trong chánh pháp, chứ đừng có nghĩ rằng dễ vui. Và cái từ xong hết rồi phải, cái từ upaka tháp tí, upaka là căn của nó thân tháp, và cộng á tí nó là cái động từ, thay động từ chia theo hiện tại là lôi kéo, kéo theo, hay là từ upa là hướng về. Những cái ác hạnh á, nó sẽ kéo, nó kéo cái dòng tâm thức á, tái sanh đọa xứ vào những cái đường ác đạo. Và Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch này, như cỏ sa vụn nắm, tất bị họa đất tay, hạnh sa môn tà vậy, tất bị đọa địa ngục. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, bài kệ này được Đức Thế Tôn thuyết Đức Thế Tôn thuyết tới ba cái bài kệ trong một cái tích truyện. Và con xin đọc cả ba cái bài kệ này bằng tiếng Việt, còn tiếng Mali thì các ngài thuyết sau. Như cỏ sa vụn nắng, tất bị họa đất tay, hạnh sa môn tà vậy, tất bị đọa địa ngục. Sống phóng đãng buông lung, theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn. Cần phải làm nên làm cùng tập khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn buồn đời. Và ba câu kệ này thì được Đức Thế Tôn thuyết khi mà Ngài trú tại Chetavana. Ngài đã đề cập đến vị tỳ khu Đa Ngôn thuyết lên những cái pháp thoại này. Và khi ấy thì vị tỳ kheo ấy vô tình kéo những cái ngọn cỏ đứt, thì cái vị này khởi lên cái hoài nghi, thì mới đến một cái vị tỳ kheo mới hỏi rằng là: này hiền giả, nếu có vị tỳ khu nào kéo đứt những cái ngọn cỏ, vậy vị ấy có phạm tội chăng? Này hiền giả, vị ấy vô tội do vô ý, nhưng phạm tội do cố ý, và sám hối thì sẽ hết tội. Và tưởng chừng là như vậy thì vị ấy vẫn tiếp tục làm như thế, thì chư tỳ khu bạch chuyện này lên Đức Thế Tôn, và Ngài khiển trách với kệ ngôn, ba cái kệ ngôn này như vậy. Ni ra gia, cái từ này chú giải thêm là ni ra gia vú bất cách thấp tí là đến khổ cảnh. Cái câu là xí thí năng là hành động buông lung cẩu thả,
câu là Sankinitthang là một pháp hành ô nhiễm như là kỹ lữ. Câu Sankat sát răng nghi ngờ khi thấy tăng hội nhau hành Uposattha, chư tỳ khu biết chuyện làm của ta lên hội nhau tuyên bố hình phạt ta. Còn cái từ nát tăng khu tí là đời sống đạo hạnh không vững chắc vì không được người dân cúng vật thực. Kariya chê, vì vậy nếu có điều nào phải làm điều ấy. Từ nữa là từ đanh hát mê năng parak các mê, hãy tiến hành vững chắc, là phải làm cho vững, cho chắc chắn. Và đây ngài cẩn đề là định nhổ khỏi cây dấu vẫn còn, phải đâu sám hối tội tiêu mòn, dễ vui trồng chất nhiều sơ xuất, hành pháp sa môn khó đủ tròn, nỗi nhỏ phạm rồi cải hối ngay, nguyện chừa chớ tái phạm liền tay, bụi đời tham ái không gieo rắc, phút chốc vô sanh quả hiển bày. Đó là dứt cái tích chuyện trong ngày hôm nay. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, cái câu chuyện này thì nó chỉ là câu chuyện thôi. Chứ còn thực tế cái giới hạnh của vị sa môn thì cầm bỏ hay là nhổ cỏ thì nó chỉ phạm phải những cái giới rất là tác ác, nhỏ nhiệm. Nhưng mà chắc chắn ở đây khi mà Đức Phật thuyết pháp, ngài nói lên rất nhiều cái vấn đề về sa môn hạnh ở đây, chứ không phải là cái câu chuyện được viết ra như vậy. Và chúng ta biết là đời sống sa môn hạnh thì Đức Phật chỉ có dạy cho chư tỳ khu rằng có hai việc là con của ngài phải làm. Đó là phận sự của pháp học để tiến đạt được pháp hành, chứ không phải là học rồi đi đâu đó thực hành. Nhiều người hiểu sai dữ lắm. Pháp đó sanh bởi duyên ở đó rồi. Chúng ta học đúng về cái pháp đó sanh khởi trong đời sống hàng ngày, và cái chi kiến chánh trực đó từ cái pháp học đó dần dần nó liễu chi cái đó. Thời gian bao lâu đó là duyên của nó, chứ không có ai ngồi hay làm cái gì được mà để tôi chứng cái này, tôi chứng cái kia. Đó là một ý niệm về ngã. Khi nào mà chúng ta còn cái ý niệm về ngã rằng tôi đi thực hành, tôi sẽ làm cái điều này, tôi sẽ làm cái điều kia, tôi sẽ thành tựu cái quả này, tôi thành tựu quả kia, thì chúng ta chưa bao giờ biết đến lời Phật dạy các pháp là do duyên sanh, là vô ngã và vô thường. Nó vừa hiện khởi, nó đã biến mất rồi. Các bạn lấy cái tư cách gì mà để ngồi mà thực hành ở đó được? Và không cần phải đi đâu thì kiếp này qua kiếp khác, cái thấy vẫn thấy đối tượng thị giác. Nếu nó hiện khởi thì nó chỉ thấy đối tượng thị giác ở đó, và đối tượng thị giác đã có ở đó khi cái thấy có mặt. Và cái thấy nó chỉ làm một việc thấy thôi. Đó, trong ví dụ pháp Đức Phật dạy 19 cái phận sự của tâm trong đời sống hàng ngày đó. Thấy làm việc thấy, nghe làm việc nghe, ngửi làm việc ngửi đây nè. Suy nghĩ làm việc suy nghĩ. Suy nghĩ là gì? Suy nghĩ chính là thiện và bất thiện. Với cái hành động đó là động lực thiện và bất thiện đây nè. Không có cái gì chạy vào đâu được trong đời sống hàng ngày cả.
Có điều chúng ta có nhận ra nó, hiểu ra nó, thấy ra nó hay không? Hay là chúng ta còn chìm vào trong cái khái niệm rằng là tôi ta à. Cái thấy thì nó không có hành thiền, cái nghe nó không có hành thiền, cái nghe nó không có thực hành, cái cứng mềm nó không có thực hành. Nhưng mà nó cần được hiểu khi nó có mặt. Còn nếu mà nó đang có mặt mà không được hiểu thì nó diệt rồi. Nó diệt rồi thì không ai có thể tìm thấy nó để mà thực hành cả. Ngày nào mà chúng ta nhập chân rõ là tất cả mọi đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác, không có đàn bà, đàn ông, có người nam, người nữ, cái này, cái kia cả. Vì chúng không phải là ai cả. Chúng chỉ là pháp do duyên sinh mà thôi. Đó là sa môn hạnh đó. Ở đó không bao giờ có lỗi lầm. Người nào luôn luôn thấy chúng là vô ngã thì không có lỗi lầm được. Còn nếu không là như vậy thì sẽ có lỗi lầm. Sẽ có tôi thực hành, sẽ có tôi làm cái gì đó và tôi sẽ dìu dắt cái đám này, đám kia. Và đó là lỗi lầm. Chắc chắn sẽ xảy ra lỗi lầm. Và Đức Phật dạy chỉ có hai pháp cho vị tỳ khưu là pháp học để tiến tới pháp hành. Người nào nói rằng không học, không nghe pháp, tôi sẽ liễu chi tứ thánh đế, liễu chi về cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Người đó chỉ là kẻ ngu, là rắn, là rùa, là trâu, là bò trong tương lai thôi. Nhưng không có cái tư cách nào nói rằng là tôi không học nghe diệu pháp của Đức Phật mà nói rằng tôi thực hành để chứng đắc đạo và quả. Người đó đang bị huyễn tưởng. Không có chuyện đó xảy ra. Pháp hành không phải là thực hành, không phải là đi làm một cái điều gì đó. Tinh tấn, cố gắng không phải là sự hiểu biết. Nhớ nhỉ? Sự cố gắng, sự tinh tấn không phải là sự hiểu biết. Định không phải là sự hiểu biết. Chánh niệm cũng không phải là sự hiểu biết. Chỉ có trí tuệ mới là có chức năng hiểu biết. Pháp là rất là rõ ràng. Thấy nghe ngửi nếm đụng thì không có hiểu biết, mà cũng không có tham sân si, không có giận hờn ganh tị gì cả ở đây cả. Vì chúng là quả của nghiệp, cho ra thiện hay bất thiện chúng đều là vô nhân, chúng không có nhân tham, nhân sân, nhân si. Và thường thì chúng ta chấp rằng tôi thấy cái đó tôi đau khổ, nhưng mà cái đau khổ thì không phải là cái thấy. Thấy nó diệt rồi thì cái đau khổ hoặc là cái tham chấp nó mới sanh khởi được. Nó đang có mặt. Và nó cũng đi pháp khác, cũng đang có mặt. Rồi nó cũng diệt đi. Vị sa môn mà không có thông thạo về pháp học trên các cái căn môn của mình, khi chúng xuất hiện không biết được âm thanh là khổ đế, cái nghe là khổ đế, âm thanh là thinh giới, nhĩ căn
là thinh giới, cái nghe là thinh thức giới, nó đang có mặt đó. Chứ 18 giới Đức Phật nói ở đâu? Hằng ngày chúng ta va chạm với nó, toàn là uẩn xứ giới đế trong đời sống hằng ngày. Không có gì ngoài uẩn xứ giới đế. Khi mà trí tuệ nó hiểu về cái khía cạnh này thì nó sẽ là uẩn. Nếu mà chúng ta hiểu lúc đó chánh niệm nó nhận biết âm thanh này và trí tuệ nó khởi lên, nó hiểu đây là sắc uẩn, thì lúc này nó hiểu về ngũ uẩn. Và nó rất là tự nhiên. Đó, bây giờ người ta đang ca, đã có âm thanh nó ở ngoài kia vọng vào, ai có thể cấm được cái nghe, nghe âm thanh? Không. Nếu mà giáo pháp này chúng ta không hiểu nó trong tự nhiên, trong đời sống hàng ngày khi chúng có mặt, thì chúng ta đi đâu để hiểu và thực hành cái gì để niễu chi các pháp? Khi mà các pháp nó không sanh khởi mà chúng ta lại đi tìm nó, còn cái đang sanh khởi chúng ta lại không hiểu về nó, thì có phải rằng chúng ta sống suốt bao nhiêu kiếp rồi trong mơ? Trong mơ, thật sự là trong mơ. Ngày mai cũng không có gì để chúng ta phải lo lắng cả. Ngày mai cũng có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Rồi nó cũng có buồn, có vui, đôi khi có bị đánh đập, đôi khi cũng có bị chết chóc. Chuyện đó nó từ muôn đời rồi. Thế pháp nào nó xuất hiện thì nó sẽ có mặt. Cái chết nó cũng phải sinh lên thì nó mới diệt đi được. Nó chưa sinh thì nó chưa được. Như vậy trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, nó chết trước cái chết hàng tỷ lần, rồi cái chết mới đến cuối cùng. Mà sinh ra trong cuộc đời này nó chết ngay từ thủa sơ khai của chúng rồi. Nếu mà một vị sa môn nắm vững được pháp như vậy thì không thể nào mà rời bỏ diệu pháp lại được, sẽ không thể sống một đời sống tà hạnh được. Do vị sa môn đến giáo pháp của Đức Phật không có niềm tin, không có hiểu được diệu pháp, không có cái thấy cái sự khổ của luân hồi, không có thấy được đời sống phàm hạnh là cao quý đến mức độ nào, thì họ không có mến pháp, họ không có ưa pháp, mặc dầu ở bên ngoài họ có thể nói giảng diệu pháp, nhưng mà nó không thể đi vào từ trong tim nó đi ra được. Tại vì chúng ta học nó không có đúng cái diệu pháp ở nơi các căn này, nên chúng ta còn nghi ngờ về các pháp, chúng ta còn nghi ngờ. Chứ còn khi chúng ta đã hiểu thực sự dần về các pháp, chúng ta không còn nghi ngờ gì Đức Phật, giáo pháp, chư tăng. Chúng ta không còn nghi ngờ gì cả. Và chúng ta biết rằng đời sống của vị sa môn á, tưởng chừng như là chúng ta nhìn bên ngoài chúng ta ngỡ rằng cái vị này là thánh hạnh, vị này là đức hạnh,
Nhưng mà khi chúng ta có trí tuệ, có hiểu biết sáng suốt rồi, khi chúng ta hiểu được cái pháp thánh hạnh là gì, thì chúng ta mới nói, à không có phải, không có phải là như vậy. Quý vị nhớ là Đức Phật nói là không có ai hủy hoại cái diệu pháp, chánh pháp của Đức Thế Tôn ngoài những cái người xuất gia vào trong giáo pháp của Đức Phật mà họ không có hướng đến xuất ly, không có hướng đến giải thoát. Mà những người không có hướng đến như vậy thì tâm của họ nó không có trong sáng được. Và họ sợ đói, sợ khát. Họ ham danh, ham lợi. Và với bản chất cái nghiệp cũ, nghiệp khứ, chúng thúc đẩy làm cho đời sống phạm hạnh còn không có với những cái phiền não hiện tại nhiều quá. Họ không thể nào mà có được những cái pháp hành thù diệu trong giáo pháp của Đức Phật. Quá nhiều bất thiện thì xin thưa với quý vị rằng không bao giờ mà vào tứ niệm xứ được. Nhớ như vậy. Dầu là người đó có muốn cỡ nào đi chăng nữa, mà phiền não với lại cái nghiệp chướng nó nhiều trong quá khứ, nó phỉ báng Đức Phật, giáo pháp, chư tăng, phỉ báng những cái bậc hiền trí ở trong đời này kia vân vân. Dầu có xuất gia trong giáo pháp này, phiền não nó không bao giờ mà cho chúng ta đến được. Do vậy chúng ta thấy đời sống của vị Sa môn Đức Phật dạy, rất dễ bị, nếu như mà còn trẻ mà vì đó không có học pháp, không có nghiên cứu kỹ càng, họ đó không thấy được, không nếm được, không phát triển được giới, không phát triển được sự an tịnh, không có phát triển được trí tuệ trong đời sống hàng ngày của đời sống sa môn đó, thì chỉ có con đường tà họ đi thôi, chứ làm gì có con đường chánh. Bản chất là pháp nó là vậy chứ, phải không? Chứ đâu có phải là trên màu y sắc áo thì đương nhiên là nó là giáo pháp của Đức Phật, vì chư tăng sa môn thì nó là tuyệt hảo rồi. Nhưng mà chưa ăn thua, còn nội tâm nữa. Nội tâm, nội tâm mà hằng ngày tâm của chúng ta nó không vững vàng, nó không có càng ngày càng hiểu sâu sắc lời dạy của Đức Phật, thì các cái pháp sai lệch rất dễ sanh khởi. Và chúng ta thấy phiền não nó ghê gớm lắm. Từ ngữ ở bên ngoài chúng ta thấy nhiều người nói như là bậc thầy đó. Họ nói tất cả, nhiều người thấy các ngài nói thực tại hiện tiền, họ cũng nói thực tại hiện tiền. Thấy họ nói tứ niệm xứ, cũng nói tứ niệm xứ. Tu tập tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp mà giác ngộ, thực hành quán tâm hay thực hành quán thân như thế này như thế kia,
nói rằng là hãy phát triển trí tuệ, hãy hiểu về cái đang có mặt là thấy, là nghe, là ngửi, là xúc, là chạm, là cảm thọ ngay trong đời sống này. Nếu chúng ta hiểu về cái thấy thì chúng ta có cần phải nói đó là tứ niệm xứ hay không? Nếu chúng ta hiểu về đối tượng thị giác thì chúng ta có cần nói về tứ niệm xứ nữa không? Vậy nó là cái gì? Nó là cái thực đang có mặt. Và bất cứ khi nào khoảnh khắc của tâm chúng ta rời bỏ cái hiện tại, nhớ về những cái khái niệm vọng tưởng, thì đó đâu còn gọi là sa môn hạnh nữa. Và chính vì chúng ta lạc mất cái hiện tại nó đang có mặt này, chúng ta không thường nhắc về nó, nên cái phẩm hạnh của sa môn nó không thực sự sanh khởi nơi những chiếc y vàng đẹp đẽ. Nhưng mà trong những chiếc y vàng có rất nhiều bậc long tượng, chỉ một số thôi, chứ còn những các ngài đã được xuất gia trong chánh pháp đã nhiều đời thì chúng ta biết nè. Ở đây nói quý vị đừng, không phải nói chư tăng là được kính trọng, chứ còn không phải vơ đũa cả nắm, mà ở đây nói về những cái hình thức tu tập tà vậy trong giáo pháp của Đức Phật. Nhiều vị rất là nhiều thuyết giảng những cái phương pháp này, phương pháp kia, mỗi vị một phương pháp khác nhau, một hội chúng khác nhau, và không bao giờ mà theo cái ý kiến riêng của mình, chứ không bao giờ nói đúng cái diệu pháp của Đức Phật, và cứ thêm thắt. Đó là hạnh sa môn vụn nắm. Và chúng ta biết là chúng ta rất dễ hiểu sai, nhưng mà cứ cho chúng ta là hiểu đúng không nào? Nếu mà chúng ta có cái thấy mà chúng ta không hiểu cái thấy, làm sao chúng ta hiểu được nghiệp, chúng ta hiểu được quả của nghiệp? Chúng ta làm sao hiểu được nghiệp luôn và phiền não luôn ở sau cái thấy nghe ngửi đến được này? Và hằng ngày cái vòng tâm luôn này nó quay suốt cả ngày trên sáu căn. Thì có phải là 12 nhân duyên nó vận hành suốt cả ngày? Và nếu mà chúng ta không hiểu về nó, và chúng ta hiểu rằng là chỉ có những cái khoảnh khắc thấy rồi lại diệt đi, rồi lại nghe, rồi lại thấy, rồi lại diệt đi, thì nó có phải là suốt vòng trầm luân sanh tử đó, chỉ có những cái này thì nó có khổ hay là vui? Nó có đáng mong cầu nữa hay không? Nó có cần phải được xả ly hay không? Vậy nắm như vậy thì mới là không có vụng nắm còn. Chúng ta nắm cái gì mà không phải cứ dời bỏ những cái thực tại này thì là chúng ta đã nắm những cái pháp sai và những cái câu chuyện. Thì làm sao mà trí tuệ, hạnh sa môn, giới định tuệ mà nó sanh được? Chứ còn nói về giới định tuệ đó, bát chánh đạo, 12 nhân duyên này kia, trong cái từ ngữ thì xin thưa rằng là nói một cái rẹt một cái nào bây giờ thông hiểu, nói quyền bao nhiêu thì chúng tôi chỉ cần nói 22 quyền mà chỉ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là 6 quyền này, tính tấn niệm định tuệ là 11 quyền này. Rồi là sao nữa? Khổ lạc tu hỷ xã là 16 quyền này, phải không? Đó. Nam quyền, nữ quyền này,
là 18 quyền này, tuệ quyền là 19 quyền này, vị chi quyền, dĩ chi quyền, cụ chi quyền, nói một cái là nó thông suốt hết là 22 quyền. Nhưng mà quyền là gì? Khi nào mà chúng ta hiểu cái thấy cũng thấy được cái quyền của nó. Lúc đó sẽ ra cái quyền của nó thôi. Nghe. Nếu mà không có nhãn, không có nhĩ căn làm sao mà nghe được. Như vậy có nhĩ căn là phải có nhĩ quyền. Tam tạng kinh điển là một tổng thể kết hợp một cách nhuần nhuyễn mà không bao giờ có sự sai lạc và tuần tự hứa lớp. Người nào nói rằng tam tạng kinh điển vì pháp không phải là Đức Phật thuyết thì người đó chắc đề. Còn vị sa môn mà hàng ngày cứ đi nắm những cái danh, cái lợi, nắm những cái sự khen chê của cuộc đời, bởi vì sa môn mà lại phải đi kêu gọi người Phật tử, họ đã nuôi mình sống cực khổ, nuôi chư tăng cực khổ rồi, phải họ đi kêu họ là đi kêu họ 5-70 triệu, 30-40 triệu để làm phước ở vùng sâu vùng xa, trẻ em cơ nhỡ này kia, rồi mình đi trên đó phát quà rồi chụp hình rồi đăng Facebook này kia. Chúng ta làm hủy hoại Phật giáo chứ không phải làm tốt đẹp lời dạy của Đức Phật. Hạnh sa môn là đi xin ăn, người ta cho một buổi sáng có được có chén cơm là mừng lắm rồi. Xả ly thì không có được. Mà mình đi làm những cái điều đó và mình cứ tưởng mình là anh hùng nơi sân bạc thì hỏi làm sao mà không đọa xứ được. Chính vì cái hình ảnh đó chúng ta tưởng là Phật giáo hưng thịnh, nhưng mà chết. Chết là hủy hoại. Mình có quyền giáo pháp, mình dạy người Phật tử bố thí, chứ mình này đi xin ăn, mình không có cái việc làm nào này đi làm ngược đời lời dạy của Đức Phật cả. Hạnh sa môn của mình, mình chỉ có đi xin ăn này thì cùng nắm về, có những cái đồ ăn mình cúng dường chia sớt đến các vị chư tăng bạn. Nhưng mà mình lại đi làm cái phận sự của người thế, mình nuôi trẻ con hay là mình nuôi bệnh viện, hay là mình muốn làm một cái tăng xá để nuôi những cái người già trẻ leo đơn rồi. Mình muốn xây bảo tháp để mà những cái hũ cốt ở Phật tử ở xa ở gần họ đến cúng dường hàng tháng, họ cứ dỗ quả vậy mình khỏi phải đi tụng kinh, hay mình khỏi phải đi khất thực, ở nhà cũng có ăn, người ta dâng cúng tịnh tài, mình ở nhà mình khỏe rồi mình này kia. Tất cả những cái đó chúng ta khi mà có chánh kiến thì chúng ta mới thấy nó là nguy hại cho diệu pháp. Vị sa môn càng ít muốn càng biết đủ, càng mới là càng cung kính Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Chứ còn mình tưởng ở bên ngoài mình phô trương, mình làm những cái danh lợi này kia, mình đi mình làm như vậy, mình tưởng đâu là người đời người ta khen đó, người ta chửi đó. Nhưng mà trong giáo pháp của Đức Phật á, cái người này là bỏ cái phận sự của mình mà đi làm, thuê làm mướn cho đời, mà không có công mà còn đọa xứ nữa. Và vị sa môn hàng ngày, thế nào gọi là
cỏ sa môn vụn nát, như cỏ sa vụn nát. Tức là vì đó không có thấu hiểu về thực tại, vì đó không có quan sát về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi, về thân, về ý, để thấy các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, là xả ly, là đoạn diệt. Hàng ngày chúng ta chỉ chạy theo cái hư ảo, chạy theo cái ảo tưởng. Chúng ta nghĩ rằng có người này, người kia, mà chúng ta không biết được tất cả những cái gì mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Chỉ là ảo ảnh, chỉ là sắc, chỉ là vô chi vô giác, chứ không có cái con người nào ở đâu cả. Không có ai nhớ thương gì mình cả. Khoảnh khắc nhớ là của tưởng, mà tưởng nó nhớ cái gì, nó nhớ về cái đối tượng thị giác nào, nó tùy theo duyên của nó. Chứ không phải nó nhớ bạn hay nhớ ai đó. Và chúng ta luôn luôn lầm tưởng, cho rằng các pháp là người này, người kia, đàn ông, đàn bà, tôi ta, đó là cỏ sa vụn nát. Chính vì vậy chúng ta mới khổ đau. Có phải là chúng ta khổ đau vì đối tượng thị giác không? Mà đối tượng thị giác thì nó có làm phiền gì chúng ta đâu. Không có cái đối tượng thị giác rồi nó làm phiền con mắt cả. Mà con mắt nó cũng không có làm phiền đối tượng thị giác. Cái thấy nó cũng không có đối tượng thị giác. Tại vì tâm của chúng ta nó tị, nó bỏng sẻn, nó bực bội với cái đối tượng thị giác đó. Nó cho rằng là cái đối tượng thị giác này, cái bà này làm cho tôi, ta này kia. Chúng ta không biết đó là phiền não, đó là suy nghĩ, đó là sân hận. Và chúng ta thấy khi nào mà có sân hận thì đối tượng thị giác sẽ là kẻ thù của nó. Và sự chói cột vào trong tâm của chúng ta. Như vậy là chúng ta không có buông tha, không có cho đối tượng thị giác tự do, và cũng không cho tâm của chúng ta tự do. Nhưng mà đối tượng thị giác thì muôn đời nó có làm khổ ai đâu. Các tư duy tham ái là dục của con người, các hoa mỹ ở đời, chúng không phải là dục. Âm thanh cũng vậy. Tất cả những cái gì sân hận hay tham ái, nó phải đến từ những cái được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc, được chạm. Như vậy chúng ta thấy được rằng là nó nguy hiểm và nó thật là khó giải thoát. Nếu như mà chúng ta thấy, khi nào mà chúng ta thấy được vô minh và tham ái trong đời sống hàng ngày, nó quá nhiều cái khác, không có sự hiểu biết về thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này. Chính vì vậy mà chúng sanh nó chìm trầm luân trong sanh tử là vô lượng, không thể nghĩ bàn được. Vì sa môn mà không nắm được cái này thì nào vụng nắm. Vì không nắm được thực tại thì tất cả mọi cái khác đều là vụng nắm mà thôi. Đều là ý định về ngã. Và hàng ngày thì chúng ta thấy suốt ngày tâm của chúng ta nó cứ suy nghĩ cái bà này đẹp, cái ông kia xấu, cái người này như này, Mỹ nó đánh như này rồi đó, Trung Quốc nó như này, Việt Nam nó như này. Mà chúng ta không biết được cái thực tại, cái suy nghĩ đó là cái gì. Chúng ta không biết được cái hành quẩn của nó. Chúng ta không biết được cái hành quẩn này.